Thân chào tất cả các em đã đến với kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Hôm nay chị Trâm Anh sẽ mở hộp đồ chơi búp bê bác sĩ Doc McStuffin làm nha sĩ khám răng cho bạn khủng long Bronte. Đây là mặt trước của hộp đồ chơi. Ở đây có ghi chữ Doc McStuffin Happy Smile Dentist. Bạn búp bê bác sĩ Doc McStuffin sẽ làm nha sĩ nụ cười hạnh phúc. Đây là bạn khủng long có tên là Bronte. Và trong hộp đồ chơi này có tất cả các phụ kiện của nha sĩ. Đây là mặt sau của hộp đồ chơi. Đây là hình của bộ đồ chơi này, Doc McStuffin làm nha sĩ. Và đây là hình của một bộ đồ chơi khác mà chúng ta có thể sưu tập. Rồi bây giờ chị sẽ mở hộp. Wow, đẹp quá các em. Đây là búp bê Doc McStuffin các em. Búp bê có một đôi giày màu trắng, chúng ta có thể lấy ra được. Đây là đôi giày màu trắng của bác sĩ. Nói đúng hơn là nha sĩ. Bạn này có đeo một đồ khám bệnh. Lấy ra cũng được ha các em. Rất dễ dàng. Trên tóc của bạn này có một băng đô màu tím lấp lánh rất đẹp. Áo và quần của nha sĩ Doc McStuffin cũng bằng nhựa rất là mềm. Và chúng ta cũng có thể cởi ra một cách dễ dàng. Quần cũng vậy. Quần cũng bằng nhựa. Rất mềm. Có thể lấy ra và chơi trò chơi thay đồ với các búp bê khác. Tay có khớp như vậy, khớp đơn giản thôi. Có thể giang tay. Rất dễ thương. Đeo đồ khám bác sĩ. Rất đẹp phải không các em? Để chị coi bạn này đứng được không? Đứng được các em.
Và đây là bạn Bronte, bạn khủng long Bronte. Có màu hồng nhạt ở bụng và màu xanh toàn thân. Rất dễ thương. Đây là ghế ngồi cho bệnh nhân ở trong phòng nha sĩ. Ghế ngồi có màu xanh và màu tím, rất đẹp. Ở đây có hình một cái răng, có nụ cười dễ thương. Đây là một bàn trong phòng nha sĩ. Bàn này có một chỗ để mình có thể mở vòi nước vừa rửa tay. Quay được các em. Cái này để mở nước, rửa tay, súc miệng. Vòi nước có thể quay được. Đây là cái đèn. Có hình một bông hoa rất đẹp, màu trắng và màu hồng. Có thể di chuyển được. Ở đây có một ngăn để đựng đồ. Ở đây có hình của các bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Trong bộ này chơi này có một ly nước màu hồng rất đẹp. Có hình một cái bông hoa. Đây là một quyển sổ của bác sĩ. Quyển sổ màu hồng. Có hình trái tim ở bên ngoài. Rất đẹp. Đây là một hộp đựng chỉ các em, đựng floss. Floss là những sợi chỉ dùng để xỉa răng. Màu tím. Đây là kem đánh răng. Màu xanh. Và đây là bàn chải đánh răng. Có thể dùng để đánh răng cho bạn Bronte. Rất vừa vặn phải không các em? Rồi, bạn Bronte sẽ ngồi vô ghế này. Rất vừa. Các em có thích bộ đồ chơi này không? Cảm ơn các em đã xem kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Các em hãy nhớ đăng ký miễn phí và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chào tạm biệt các em.